Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thứ hai đầu tuần, Tùng Nguyên sẽ giới thiệu về tổng hợp các cái mẫu bát rời. Đấy, ra riêng thì anh em đa số đi làm sự kiện thì các bác nhìn thấy đấy. Em toàn đi loại bát 40 và 50 loại khủng các bác nhé. 30 thì có một số mẫu để anh em chọn mua với những phân khúc gia đình. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm. Ở đây em có một bộ tép chế, các bác lấy rời ở bên ngoài thì em chỉ đưa tép, phễu, phân tần hoặc là tụ trở. Còn đâu các bác muốn em dựng nguyên thành một cái hộp thành phẩm này, em cũng đang dựng cho khách rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay em Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác một cái bộ hộp thì giữa cái tép thường và tép neo thì anh em chọn mẫu nào thì hãy liên hệ cho em. Còn ngoài ra thì em ở đây em giới thiệu một đôi bát 30BM từ 190 côn 76, một đôi bát 30 neo Nexo côn 76 từ Bi, một đôi bát 30 từ 190 côn 76 của LG336 hàng chính hãng. Đây là các dòng 30 anh em nhé. Còn dòng 40 thì em có dòng bát 40NG350A phiên bản nâng cấp, một chiếc bát súp 40GCS từ 220. Và cái mẫu này thì em về hàng thì em lại đi luôn cho khách hàng là từ 190 côn 76 bát 40JBL hàng bích dày, một đôi bát 40 của JBL từ Bi. Và ngoài ra thì đây là các cái dòng là côn 76 đúng không ạ? Thì anh em nếu như anh em muốn uy lực mạnh mẽ hơn, anh em có thể chọn dòng bát 40 neo giờ xếp côn 100 bích 7 màu. Còn đâu ngoài ra thì anh em có thể chọn mua với các cái dòng bát súp 50, kia là súp từ thường côn 100 từ 220, còn đây là súp từ neo, từ neo của nó từ Bi và côn 125. Đây là dòng công suất lớn chuyên đi đánh sự kiện. Thì ngày hôm nay thì em sẽ tổng hợp và em sẽ giới thiệu kỹ cho tất cả các bác khách hàng và em có báo giá cho anh em ở trong các cái linh kiện ngày hôm nay để cho anh em tham khảo các bác nhé, để chọn mua sản phẩm. Thì cái tép neo Bi 750 BNC thì mỗi mẫu em sẽ để ra một cái để làm mẫu nhé. 750 neo BNC, 7450 của Martin từ 120 côn 14, 450 của giờ xét từ 120 côn 14 loại từ dày bích dày, 450 neo của JBL và cái đôi tép leo 900m mâm kim loại khe từ viền đồng này em đang xin thanh lý cho công ty thì liên tục hàng ngày phải thanh lý cho khách. Thì đôi tép này là côn dây dẹt và nõi kim loại, các bác lưu ý là tép neo D 900m nhé. Tép neo D 900m này đang thanh lý có giá là 2,3 triệu một đôi được bao ship. Trước thì bán rất là cao nhưng bây giờ là đang thanh lý. Tại sao phải thanh lý? Vì là cái tép này nó sẽ ít hơn một viên từ so với phiên bản cũ. Thế nên là nó đã bị, nó làm như thế rồi. Thế nên là em phát hiện ra lỗi và em xin công ty là thanh lý đi. Cho giá, mày cho tao giá rẻ đi để tao thanh lý cho khách hàng. Có đây là phân tần của nó là 004. Phân tần này là 004 các bác nhé. Đánh một bát 30, một kèn 450. Các bác chơi bộ này 750 cũng được. Và đây là phân tần là BL3, chạy hai chảy nhôm màu vàng, đánh tép kèn 750. Và đánh phân tần này là phân tần có model là 005, chạy ba chảy nhôm màu tím. Sau đây thì em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Ngày hôm nay video hơi dài, các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay, rất là nhiều loại để anh em tham khảo. Ở đây thì em có hai bộ tép. Tép này thì là hộp của nó như thế này. Đấy, bộ này sẽ để trên nắp loa. Phễu của nó bắt ốc ở đây. Anh em lưu ý, anh em mua hộp, em bán hộp. Anh em mua tép, em bán tép. Anh em mua phân tần, em bán phân tần. Đấy. Còn đâu, khi các bác mua chọn một bộ này để em dựng vào trong thùng, đúng không ạ? Một cái hộp này sẽ có một cái tép và một cái phân tần và một cái hậu như thế này. Đấy. Và em sẽ dựng cho tất cả các bác thành phẩm. Đấy. Là bộ tép từ thường như thế này, có giá là 1,3 triệu một bộ, được bao ship rồi, là nguyên cả hộp như này. Đấy, còn bình thường anh em mà chỉ có lấy tép mới phễu mới tặng tụ trở thì chỉ có giá là 850 một bộ thôi. Nhưng đây là cả hộp, cả phân tần và dựng nữa. Tép của nó là nắp nhôm màu trắng đẹp. Con này có cả màu trắng và màu đen. Anh em có thể chọn đít nó nhọn nhọn từ 120 cùng 4 cốc nhôm nhé. Cốc của tép và cốc nhôm từ 120 cùng 4. Nếu như em dựng rồi thì các bác chỉ vì các bác không liên quan gì bên trong này nữa, không phải làm cái gì nữa, các bác chỉ cần nhún cái chạm này xuống và kẹp cái dây vào này lên là xong, là có thể là kẹp vào là chơi, hỗ trợ tính tép bên ngoài. Đây là phân tần dành riêng cho loa chét. Đấy.
Còn bình thường thì em tặng tụ trời cho khách rất là nhiều. Còn đây là hôm nay là đi cùng với phân tần. Nguyên cả bộ của nó là có cả cái phân tần nhé. Còn đây khi anh em mà muốn mua chiếc neo thì em đây có bộ chiếc neo JBL từ 120-4. Từ 120-4. Nguyên cả hộp như thế này, cả bộ như thế này. Sẽ có giá 2 triệu một bộ được bao ship. Đây là tép neo và neo của nó là neo liền khối JBL. Đây là những bộ chép cọc chép rời ở bên ngoài. Những cái bộ tép mà anh em bị thiếu tép mà tiếng nhạc không được hay, anh em có thể nâng cấp các cái bộ 450. Các bác lưu ý cho em, tép kèn nó có 350 và 450. Nên anh em bộ, ví dụ loa nhỏ thì đánh 350, còn loa to thì đánh 450. Ví dụ như các cái dòng loa 40 mình bổ cho thêm tép cũng chỉ đánh 450 thôi. Còn bác nào mà đánh không gian rộng hoặc là thích tép to thì đánh 450. Con này 450 của Neo JBL nền khối rất là hay luôn. Thì ở đây thì em sẽ giới thiệu tiếp tục là một đôi bát 40NG từ 190-76 là đít nồi. Con này là màng của nó là màng sơn dầu bóng và bóng ở mặt sau nhưng lại mặt trước cũng bóng. Bình thường các loại khác nó chỉ bóng ở mặt trước thôi, không bao giờ có bóng ở mặt sau. Nhưng hôm nay là một phiên bản nâng cấp của công ty. Màng sơn dầu bóng, bóng mờ và gân vải thành dầu 3 gân. Từ 190-76. Dâu được bọc dây điện. Con này cô một lớp trong lớp ngoài. Thì hôm nay video nó nhiều lắm thì nên em chỉ giới thiệu qua cho anh em nhé. 40NG này có giá 2.9 một đôi. Còn đây là 40JBL từ 190-76. Gân màu xanh rêu, màng giấy màu đen. Màng đằng sau sần sần rất là nhiều. Từ 190-76 bích dày. Con này bích cực kỳ dày luôn. Con này là hàng cao cấp. Đấy, con này bánh cực kỳ hay luôn. Anh em sử dụng loa kéo, anh em sử dụng sự kiện, không bao giờ quên được mẫu này. Có rất là nhiều các bác khách lấy mẫu này rồi phải bảo là anh phải lấy mẫu này cơ. Đôi này của nó 2.7 một đôi. Bát 40 xương của nó 8 xương. Còn anh em mà muốn chơi sang cái dòng JBL thì em có dòng này. Dòng này là gân 3 gân và màng xếp ly. Con này côn 76 từ của nó là từ bi anh em nhé. Bát 40 neo từ bi JBL. Con này là hàng mang thương hiệu JBL. Đít nhọn, màng xếp ly, màng đằng sau sần sần cục kết hợp sợi bông thủy tinh. Con này giá 3.4 triệu một đôi. Còn anh em mà muốn sử dụng cái nòng này để đánh phun thì nó tiếng bát nó rất uy lực. Còn đây là hôm nay em sẽ bán lẻ cho một bác khách một cái từ 220-100 đít nồi và đít có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này từ 220-100. Dòng này bán lẻ một cái từ dày với bích dày. Con này em chỉ còn có mấy cái nữa là em hết đâu. Màng xếp ly nữ 6 gân là thành dầu 3 gân. Con này 1.7 triệu một cái. Đây là hàng cao cấp bích dày anh em nhé. Con này là bát 40 neo của GCF này. Đây là con này thuộc công nghệ mới. Nó cũng côn một lớp trong lớp ngoài. Bát 40 neo GCF bích 7 màu. Đít có đôi 46 cái lỗ. Bích của nó dày lắm. Bát nhìn này. Con này gân 3 gân màng xếp ly côn 100 từ neo. Con này hàng xịn nữa. Con này dâu của nó bọc dây điện ngoài vào trong và nhện của nó sẽ phủ các nước tuyết. Con này giá 4.3 triệu một cặp. Từ neo côn 100 nhé. Đây còn đâu bát 50 súp giờ xếp từ 220-100. Xương ngâm đúc. Con này màng của nó sơn dầu nhá. Màng sơn dầu bóng, màng xếp ly gân 3 gân. Con này từ 220-100. Con này có giá 1.850 một cái. Và tiếp tục anh em có nhu cầu đến bát súp 50 của cô 125 từ neo bi. Từ neo bi và xương cá trẻ đôi. Con này của nó thì là hơn 7 triệu một đôi. Từ của nó từ bi và cô 125. Con này màng của nó xếp ly, màng sơn dầu và gân 3 gân. Nặng em hơi nghiêng một chút cho anh em xem nhé. Con này chuyên oánh súp. Chuyên oánh súp. Con này là sử dụng chặn cài, bên dương là đỏ, bên đen là âm. Em sẽ tặng cài cho anh em, để anh em bấm vào đây. Bích dày không? Các bác nhìn bát súp. Nó được đan rất là nhiều bi. Các bác nhìn cái củ tép này. Nhìn củ tép có từng này viên bi rồi, nhìn cái bát này. Nhìn quá hầm hố luôn. Con này công suất cực lớn. Con này thì sẽ sử dụng 1.350 một kênh để mình có thể kéo được một quả này. Neo này anh em có thể sắp súp kép nha, nó rất là nhẹ. Nếu anh em lắp từ thường từ 260 hoặc từ 208 thì rất là nặng.
Con này nắp từ thường. Nắp cái loại mà đánh súp kép hay đánh bằng leo này rất là hay. Và nó là hàng công suất lớn. Và tiếp tục là một đôi bát 30BM. Hàng chính hãng công ty từ 19076. Model BM400H Made in China. Con này màn sơn rồi bóng gân 3 gân và là hàng chính hãng công ty với giá 1.850.000. Từ 19076 các bác nhé. Và đây là một cặp bát 430LB Nexo nâu nắm về hàng và hôm nay lại đi tiếp luôn. Cứ về là phải đi vì các mẫu này anh em săn rất là nhiều luôn. Và con này là gân vải tẩm dầu 2 gân màng sơn dầu bóng. Con này là từ bi anh em nhé. Nhện của nó rất là rộng, nhện rộng hơn tất cả các loại nhện khác. Và củ từ thì sẽ to hơn tất cả các loại củ từ khác nếu so sánh 0.6. Con này là từ bi và con này có giá là 3.950.000 một cặp bát này. Còn đây là cặp bát NG từ 19076, model là 12W336. Hàng chính hãng công ty, gân 3 gân màng Sydney. Con này có giá 2.950.000. Nếu như anh em đánh con này thì tiếng ra nó rất tốt và bát bát cũng tốt luôn ý. Đừng có nói là bảo là con này tiếng bát chứ không tốt. Con này bát tốt lắm. Gân 3 gân. Nói chung là hàng đẹp thì nó hay về mọi mặt anh em nhé. Anh em cứ tham khảo. Thì tiếp tục là khi các bác muốn mua đôi tép, các bác lưu ý cái tép giờ xếp này ở trên thị trường nó bán loại bích mỏng rất là nhiều nên anh em lưu ý. Anh em có thể là lấy loại bích dày từ dày này thì em bán nhiều năm thì vẫn là 900.000 từ dày và bích dày. Các cái loa neo thì ngày trước thì nó tăng giá rất là nhiều và bây giờ nó có giảm giá, còn các cái loa thường thì hầu như là đứng giá vì đợt thì nó linh kiện neo nó lên nhiều lắm. Còn đây là đôi check neo 900S đây thì nó là côn dây nhôm dẹt hoặc là đồng dẹt cũng được vì nó pha mà. Cái loại này nó pha. Đây, mang titan. Và con này cốc của nó cốc nhôm. Và nõi của nó là bằng kim loại. Kim loại có nghĩa là bằng sắt nhá. Bình thường có nõi bằng nhựa nhá. Chỉ có cái cốc này là bằng nhôm này. Khe từ viền đồng đây là hàng xịn nhá. Nhưng mà hôm nay nó bị làm thiếu một viên bi nên em kiện bên công ty rồi công ty bảo nó trả lại hàng nhưng mà công ty sẽ cho giá thanh lý ra. Hàng xịn, hàng chất lượng cao. Phiên bản hay như phiên bản cũ nhưng thiếu một viên bi. Đấy. Nên sẽ xin giá thanh lý là 2.3 triệu một cặp. Còn bình thường mà trước mà bán nếu mà nói so với cái loại đợt năm ngoái bán thì con này 3.1 triệu một cặp luôn. Còn đây là tép neo JBL thì con này của nó là neo nghìn khối là 1.4 triệu. Còn đây là cặp tép 450 Martin. Từ 120 cùng 45 750 cặp tép này. Nóc nhôm màu trắng đẹp. Đẹp mà lại tiếng hay lắm. Các bác nhìn về hình thức của tép này. Hàng của Tùng Nguyễn Audio nhìn nó khôn anh em ạ. Nhìn nó sáng từ cái nước sơn và từ cái cục tép. Còn đây là mấy loại phân tần đây. Phân tần có model là 005 là một bát một kèn. 3 trở nhôm một tím. Chở thì có loại, có lúc thì nó chở nhôm tím, có lúc thì nhôm vàng, anh em lưu ý nhá, cùng một loại. Đây này, như con này này, nhôm vàng. Con này là BLG. Con này là phân tần 004. Đó. Thì hôm nay em Tùng Hero giới thiệu nhiều mẫu lắm, em giới thiệu để cho anh em quảng bá nên cho anh em xem mẫu thôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên cửa hàng Tùng Hero nhá.